Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán thời cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về rất nhiều sản phẩm là LG V50 này và S10 5G hàng siêu thị các bạn nhé. LG V50 thì nhà mình về rất là nhiều các bạn nhé. Đây, LG V50 hôm nay nhà mình về tất cả là gần 100 con. Mình bỏ đằng kia mình đang sạc pin. Còn ở phần đây thì mình sẽ làm coi như là level chim, mình coi như là làm mẫu các bạn nhé. Đấy, mình rất nhiều sản phẩm LG V50 5G. Đấy, rất là nhiều các bạn nhé. LG V50 rất nhiều, hôm nay về rất là nhiều. Nên là các bạn tha hồ đặt hàng, không thiếu hàng cho bạn đặt hàng các bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm LG V50 thì hôm nay nhà mình về được hàng là tất cả là hàng A cộng, zin đẹp A cộng các bạn nhé. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình sẽ bán cho các bạn coi như là hàng zin đẹp A cộng này. Đấy. Và trên thị trường đang bán với mức giá coi như là 3,7 triệu đến 4 triệu đồng. Thì là ở shop mình, cửa hàng mình này, mình sẽ bán cho các bạn giá cực kỳ là hợp lý, nên các bạn yên tâm. Với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng thì các bạn mình sẽ đánh giá sơ qua về sản phẩm là LG V50 này. Các bạn ở thời điểm hiện tại có đáng mua với mức giá là hơn 3 triệu đồng các bạn nhé. Thì là cái thứ nhất là cái con này của nó là chạy chip của nó là chip Snap là 855. Chip này các bạn cực kỳ là lớn. Chip này các bạn gánh game hay là chạy ứng dụng thì cực kỳ tuyệt vời. Và con này của nó là trang bị màn hình của nó là AMOLED 6.4 inch. Độ phân giải của nó là QHD 2K+. Nói chung là cái màn hình 2K ấy, các bạn xem phim mà 2K trở lên thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm LG V50 bên mình thì là màn hình đẹp keng các bạn nhé. Đấy. Tất cả sản phẩm LG V50 bên mình này thì bọn này thì là màn hình đẹp keng các bạn nhé. Đấy, toàn màn hình đẹp keng luôn. Và cấu hình con này của nó là RAM của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Đấy, với con RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Các bạn lưu trữ thì cực kỳ tuyệt vời. Và con này của nó là hỗ trợ 5G các bạn nhé. Đấy. Tất cả của nhà mình này đều là phiên bản Hàn này, một sim một sóng các bạn nhé. Và sản phẩm LG V50 nhà mình này tất cả đều là bản Hàn này, một sim một sóng các bạn nhé. Đấy. Hỗ trợ 5G, rất nhiều tính năng hay, pin 4000 các bạn dùng thì cực kỳ ok. Và mình sẽ vào coi như là tính năng nghe nhạc, xem phim cho các bạn coi như là sản phẩm là LG V50 này. Với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng thì có đáng mua các bạn nhé. Đấy, nghe loa của nó loa nghe kép. Đấy. Đây, một loa bên trên và một loa bên dưới nghe cũng cực kỳ là hay các bạn nhé. Đấy, và con này là xem phim 4K, phim 4K thì khỏi tuyệt vời luôn. Tí nữa mình sẽ xem cái phim 4 so cái phim 4K giữa con LG V50 này và cái con gì nhỉ? S10 5G xem là hai cái màn hình của LG này các bạn, màn hình nào đẹp các bạn nhé. Đây, mạng thì dạo này mạng chơi chậm lắm, nát, mạng nhà mình thì đang hơi bị nát tí các bạn nhé. Đấy. Đấy. Hàng zin đẹp A cộng hôm nay mình về rất là nhiều. Đấy, nên là các bạn thao lựa chọn sản phẩm là LG V50 5G đấy các bạn nhé. Đấy. Đấy. Đây mình sẽ đánh giá sơ qua qua vào màn hình nữa. Đấy, màn hình 2K các bạn xem phim chưa? Cực kỳ sắc nét và cực kỳ tuyệt vời luôn. Tí nữa thì mình sẽ coi như là test coi như là về tính năng màn hình so với màn hình Samsung xem là LG thì con nào đẹp các bạn nhé. Đấy, màn hình của nó rất là sắc nét các bạn nhá. Đấy, các bạn mua con này về cho các em nhỏ học online hoặc là chơi game, xem phim nghe nhạc, con này cực kỳ tuyệt vời. Cái màn hình 2K của nó các bạn, nó sẽ là không ảnh hưởng đến mắt cực kỳ là nhiều các bạn nhé. Và tính năng tiếp theo hay ở trên này thì là có tính năng camera của nó là rất nhiều tính năng. Đấy. Với mức giá là hơn 3 triệu thôi thì là rất nhiều tính năng coi như là như sản phẩm là S10 5G luôn. Có tính năng là chụp rộng, góc hẹp các kiểu rất là hay các bạn nhé. Đấy. Cái thích nhất ở mình sản phẩm là LG V50 là sẽ tính năng coi như là quét vào đây ạ, rất nhiều tính năng lắm. Đấy, nó sẽ ra coi như là cái số điện thoại luôn này. Khi mình quét cả vào là sẽ ra điện thoại, cứ bấm nút gọi nhá. Nó sẽ ra cái mục gọi. Đấy. Cái LG V50 rất nhiều tính năng đây, có chụp góc rộng này. Đây là góc rộng này. À, đây là toàn cảnh cửa hàng, đây là góc rộng nhá. Toàn cảnh cửa hàng như mình đấy các bạn nhá. Đấy. Nói chung là cái màn hình 2K còn khỏi chê luôn. Nét đẹp lắm, màn hình 2K các bạn xem phim thì cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, với mức giá hơn 3 triệu đồng thì các bạn mua con nào? Thì nói thật đây là các bạn coi như là lựa chọn coi như là sáng suốt nhất các bạn nhé. Và sản phẩm LG V50 tính năng mở khóa là tính năng cực kỳ là hay. Tính năng mở khóa nó sẽ là có cái vân tay này. Và tính năng tiếp theo là tính năng của nó là khuôn mặt các bạn nhé. Đấy. Tính năng khuôn mặt của nó sẽ là được cái mở khóa là tính năng khuôn mặt của nó sẽ là được mở khóa coi như là cả đeo khẩu trang. Đấy, các bạn đeo khẩu trang các bạn dùng con này cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Rất ok luôn. Đấy. Tính năng khuôn mặt các bạn có thể là đeo khẩu trang vào. Đây, nhận diện khuôn mặt các bạn quét nó đơn giản, nó nhanh lắm. Đây, mình sẽ quét vào mình mở. Các bạn đeo khẩu trang các bạn có thể là quét được các bạn nhé.
rất là hay luôn. Mình sẽ vào đây, mình sẽ mở đây. Đấy, LG V50 này mở cực kỳ là nhạy, rất là hay. Sản phẩm LG V50 này, vân tay này, và có mở khuôn mặt nó như kiểu của S10 5G này, đời đắt tiền hơn. Thì là vẫn tính năng là như thế các bạn nhá. Đấy, sản phẩm LG V50 hàng zin đẹp A+ này. Đấy, thì là bọn LG V50 này thì mình sẽ bao zin nguyên bản cho bạn nhé. Đấy, main zin, màn zin. Đấy, chưa sửa chữa hay chưa thay thế gì. Nên là các bạn cứ yên tâm, sản phẩm LG V50 bên mình. Và bên mình thì là có tất cả sản phẩm bên mình thì là lỗi đổi mùa 1 tuần và bảo hành 6 tháng. Nên các bạn cứ yên tâm, tại vì đồ điện tử mà, nói chung là cũng không biết thế nào được các bạn nhé. Đấy, bên mình cứ lỗi đổi một cho các bạn 1 tuần và bảo hành là 6 tháng nên bạn yên tâm. Và bên mình thì là có Shipco. Đấy, Shipco trước khi nhận hàng thì các bạn có thể được kiểm tra hàng và thanh toán. Các bạn có thể kiểm tra hàng và thanh toán. Nên các bạn cứ yên tâm mua sản phẩm là LG hay là mua sản phẩm khác ở bên mình các bạn nhé. Đấy. Và đây, và giá sản phẩm LG V50 hàng zin đẹp này. Đấy. Hàng zin đẹp A+ này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.500.000. Đấy. Trên thị trường đang bán với mức giá là 3.700.000 đến 4 triệu đồng. Thì là theo lời khuyên của mình các bạn nên đừng mua với mức giá như đấy các bạn nhé. Tại vì bây giờ là điện thoại nói chung là LG V50 là cùng về một lô hết với nhau hết các bạn nhé. Tại vì cùng một lô này, cùng một đầu buôn nên là hàng nó cũng nói chung là xem như nhau hết các bạn nhé. Còn tùy theo hình thức thôi. Hình thức thì nói thật với các bạn là máy lướt rồi thì là một hai chỗ thì nói chung là không thể tránh được các bạn nhé. Đấy. Đấy, quan trọng là máy móc các bạn dùng ổn, ok là được. Còn về giá cả nói chung là với mức giá từ 3.500.000 đến 3.600.000 thì các bạn có thể là mua thoải mái. Còn với mức giá 3.700.000 đến 4 triệu đồng thì các bạn nên cân nhắc các bạn nhé. Đấy. Còn về mức giá coi như là 3.700.000 và đến 4 triệu đồng thì các bạn mà nhận lại con máy vẫn giống như mình đây thì nó không khác gì nhau các bạn nhé. Đấy. Đấy là lời khuyên của mình thôi. Còn các bạn thì nhiều tiền các bạn có thể mua thoải mái các bạn nhé. Đấy. Đấy là lời khuyên chân thành của mình. Đây, sản phẩm là zin đẹp này A+, mình sẽ thanh lý các bạn giá là 3.500.000 các bạn nhá. Và tiếp theo đây, rất nhiều để các bạn đặt hàng nhá, không thiếu về gì, mình về tất cả là gần 100 cây cơ nên các bạn thâu lựa chọn các bạn nhá. Đấy, LG V50 này, 5G các kiểu nhá, tính năng cực kỳ hay, điện thoại 5G rất là hay nhá, tính năng 5G này. Cái này thì mai mình sẽ bóc hết vệ sinh ra cho bạn nhá. Đấy. Và tiếp theo thì hôm nay nhà mình lại về được tiếp tục là sản phẩm là tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay này. Thì nhà mình lại về tiếp tục được cái này là sản phẩm là Samsung S10 5G hàng siêu thị thanh lý các bạn nhé. Đấy. Thì hôm nay nhà mình về tất cả được là hai màu các bạn nhá. Hôm nay nhà mình có tất cả là ba màu các bạn nhé. Đây, một màu này là màu đa sắc các bạn nhé. Đấy. Và hai con này thì là màu của nó là xanh đen này, nói chung là xanh đen với xám đen thì nó cũng như nhau các bạn nhé. Nhưng màu xanh đen cảm giác là nhìn nó sẽ hơi lơ xanh một tí. Nói chung là xanh với xám thì nó cũng giống nhau thôi các bạn nhé. Đấy, xanh đen này. Và thứ hai của nó đây, đây là màu đa sắc các bạn nhé. Đây, và thứ đây là con này là màu xám đen này. Đấy, xám đen, xanh đen thì nó cũng nhìn nó. Đấy, các bạn để ý kỹ mới thấy. Đấy, một con thì nó xanh đen thì nó đậm hơn. Và xám đen thì nó hơi nhạt hơn một tí các bạn nhé. Đấy, đủ màu các bạn đấy. Thì là hàng siêu thị thanh lý này thì mình sẽ bao cho bạn coi như là zin nguyên bản các bạn nhé. Đấy. Ở bọn này thì mình sẽ bao cho bạn coi như là hàng đắt tiền này. Mình sẽ bao cho bạn coi như là trách thợ này, trách cửa hàng này. Đấy. Không zin tặng máy các bạn nhé. Đấy. Hàng siêu thị thanh lý này thì mình sẽ coi như là bao cho bạn coi như là trách thợ, trách cửa hàng, không zin tặng máy các bạn nhé. Nên các bạn cứ yên tâm sản phẩm Samsung S10 5G hàng siêu thị bên mình các bạn nhé. Hàng này nói chung là toàn là hàng tuyển hết các bạn nhé. Nên các bạn yên tâm luôn. Đấy. Màu đa sắc này. Màu đa sắc thì nó sẽ là ít mà bám coi như là bụi bẩn hơn. Đấy. Rất là đẹp các bạn nhé. Đây, màu xám đen này rất là đẹp luôn. Đấy, mình cũng xin mời các bạn là thành soi luôn. Các bạn nhìn qua sản phẩm là Samsung S10 5G mình là xem nó khác không bạn nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy. Hàng siêu thị thanh lý nó sẽ là có một cái tem email này. Đấy, tem email này các bạn nhá. Nhìn nó để nhận biết có như là hàng chuẩn hay là hàng chất lượng như nào các bạn nhá. Ngoại hình rất là đẹp luôn. Ngoại hình thì là máy đẹp trên 90%. Đấy, máy rất là đẹp các bạn ạ. Nói chung là bọn này các bạn khỏi phải chê luôn. Xuất sắc luôn các bạn nhá. Đấy. Đấy, sản phẩm này thì mình đã nhập về, mình đã test cực kỳ là kỹ. Nên là các bạn cứ yên tâm và mua sử dụng các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì tính năng sản phẩm là S10 5G này thì mình sẽ nói sơ qua qua. Đấy. S10 5G này đấy. Thì tất cả của S10 5G thì hôm nay nhà mình về cũng rất là nhiều các bạn nhá. Chứ không phải là bốn con này nhá. Nhà mình hôm nay về tất cả là được 20 cây sản phẩm là Samsung S10 5G đấy. Mình về rất là nhiều. Còn một đống thì đang sạc pin cơ. Đấy.
Đây, S10 5G đây. Mình về rất là nhiều nên các bạn thao lựa chọn các bạn nhá. Đấy, hôm nay nhà mình về sẽ được là coi như là cứ gọi là hai màu đi. Một là màu xám, một màu là màu đa sắc này, và hai là màu là xám đen, xanh đen các bạn nhá. Xám đen xanh đen thì nó cũng như là một thôi. Đây, đầu sắc, nói chung hôm nay về được hai màu các bạn nhá. Xám đen và đa sắc các bạn nhá. Đấy. Màu gold thì đợt này thì là màu gold chắc phải sang đầu tuần thì mình mới có. Đấy. Đấy, về rất là nhiều, 20 cây cơ. Nên các bạn thao lựa chọn sản phẩm là Samsung S10 5G này các bạn nhé. Đấy, Samsung S10 5G này cực kỳ là trâu bò luôn. Màn hình thì cũng cực kỳ là đẹp luôn. Thì tất cả của nhà mình đều là phiên bản nguyên chiếc của Hàn Quốc này. Một SIM một sóng các bạn nhé. S10 5G này sẽ là tính năng cực kỳ là hay. Tính năng của nó là hỗ trợ 5G các bạn nhé. S10 5G này của nó thì là RAM của nó là RAM 8GB. Bộ nhớ trong con này là 256GB. Con này của nó là chạy chip Exynos là 9820. Chip này gánh game hay là chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Với bộ nhớ trong là 256, các bạn lưu trữ thì khỏi phải chê luôn. Không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ máy. Và màn hình của nó là Dynamic AMOLED 6.7 inch. Độ phân giải của nó là QHD 2K+. Nói chung là cái màn hình 2K các bạn dùng tuyệt vời luôn, khỏi phải chê luôn, dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Và dung lượng pin con này của nó là pin 4500. Đấy, pin 4500. Đấy, pin này cực kỳ là trâu bò. Và sản phẩm là S10 5G này là trên thị trường đang bán với mức giá là 6 triệu 3 đến 7 triệu đồng. Nhưng mà hàng siêu thị này là họ, thứ nhất là họ sẽ thuê mặt bằng đắt, và thứ hai là thuê nhân viên cao, thì là họ bán ra thì là phải mức giá lại đến 6 triệu 9 đến là hơn 7 triệu đồng các bạn nhé. Tùy theo coi như là siêu thị nhỏ các bạn nhé. Đấy. Đấy. Đấy, rất nhiều luôn. Đấy, cấu hình cực kỳ là khủng luôn. Và mình sẽ coi như là vào coi như là test nghe nhạc, coi như là xem phim sản phẩm là Samsung S10 5G này, xem là cái màn hình của nó đẹp không các bạn nhé. Đấy, loa của này thì cực kỳ to. Loa của nó là hai loa kép chứ, một loa bên trên này và một loa bên dưới này. Loa của nó thì các bạn khỏi chê luôn, quá là sướng luôn. Âm thanh thì cực kỳ tuyệt vời. Đấy, màn hình của nó cực kỳ to, cực kỳ đẹp các bạn nhé. Đấy, và mình sẽ vào coi như là cái phim 4K. Đây, lúc nào sẽ là về có chữ Hàn này, thì máy Hàn Quốc mà. Đấy, phim 4K, mình sẽ vào coi như là phim 4K cho bạn nhá. Đây, mình sẽ vào cái video 4K này để là so sản phẩm là V50 xem là cái phim 4K là mình sẽ cho cái màn sáng nhất các bạn nhá. Sáng nhất có thể nhá. Đấy, mình sẽ cho cái màn sáng nhất. Đấy, mình sẽ cho cái mức này. Đấy. Samsung màn hình nó sáng hơn các bạn ạ. Màn hình nó đẹp hơn. Đấy, đây là cái màn hình Samsung các bạn nhé. Và đây mình sẽ mở coi như là cái màn hình của LG. Mình sẽ so cái màn hình 2K của LG các bạn nhé. Đấy. Đúng rồi, màn LG cũng đẹp các bạn. Đấy. Màn LG thì cũng quen các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn chưa? Màn hình LG thì mình sẽ tòi các bạn đúng con vẹt này các bạn nhé. Đấy, màn hình 2K các bạn nhìn chưa? Nó quá sắc nét và quá đẹp luôn. Nhưng cái loa Samsung thì nó to hơn các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn chưa? Màn hình 2K khỏi phải chê luôn. Nói chung màn hình bọn này tương đương nhau các bạn nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Quá là sắc nét luôn. Cái màn hình 2K khỏi phải chê luôn. Nói chung là bọn này tuyệt phẩm rồi, siêu phẩm rồi. Khỏi phải chê các bạn nhé. Đấy. Chỉ với giá là 3.5 triệu các bạn mua LG này quá đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhé. Đấy, khỏi phải chê luôn. Nghe nhạc vàng thì cực kỳ là phê, to cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đấy, và ở shop mình hôm nay thì mình sẽ bán cho bạn giá cực kỳ là hợp lý thôi, nên là các bạn cứ yên tâm sản phẩm là gì nhỉ, nỗi lòng người tha hương đi, lòng người tha hương. Hôm nay thì mình sẽ mở coi như là nhạc vàng cho bạn xem nhé. Đấy, mình sẽ... Đấy, nghe nhạc vàng cực kỳ to. Đấy, nghe nhạc vàng cực kỳ to và cực kỳ là sướng. Đấy, đấy, các bạn nghe nhạc cực kỳ là sướng ấy. Nói chung là màn hình bọn này cực kỳ là phải sướng các bạn nhé. Và cái điểm hay tiếp theo sản phẩm là LG V50 với LG mấy S10 5G là hỗ trợ là cổng sạc tai xi và jack tai nghe 3.5. Jack tai nghe này các bạn cắm mic livestream ra cực kỳ là ok. Đấy. Đấy. Và cái con này thì là cũng là như nhau các bạn nhé. Cắm cái mic livestream 3.5 rất là hay.
Và bạn nào mà thích sản phẩm LG V50 này, mà S10 5G, các bạn thể liên hệ trực tiếp qua hai số hotline mình. Và giờ làm việc bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối. Nếu các bạn nào gần, các bạn thể trực tiếp qua số nhà 72 phố Ba Tà, Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội. Đây là cửa hàng nhà mình các bạn nhé. Các bạn thể cùng chọc qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình ở trong những video này. Đấy, ở xa thì mình có Zipco nên các bạn yên tâm. Và giá sản phẩm là Samsung S10 5G này thì là bên mình sẽ bán cho các bạn với giá là 6.200.000. Đấy. 6.200.000 các bạn nhé. Đấy. Chỉ với giá 6.200.000 các bạn sở hữu sản phẩm là Samsung S10 5G này, đáng đồng tiền bát gạo luôn các bạn nhá. Hàng siêu thị Thanh Lý nó cực kỳ là đẹp các bạn nhá. Đấy. Và hàng LG V50 này cũng cực kỳ ok, 3.500.000 đấy. Cực kỳ ok các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về đi mẫu sản phẩm cũ giá rẻ. Thì các bạn ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên để trực tiếp mình đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối lần sau các bạn nhé.